Cầu được ức thấy, đi chùa cầu duyên mong mau có bạn trai, không biết linh ứng hay trùng hợp. Một tình huống trùng hợp thú vị mới đây, khi cô gái đi chùa với bạn, đại khái bạn sẽ viết mong ước của mình vào lá sâm, rồi ném vào lư đồng. Không biết nhỏ bạn tôi ước gì, nhưng thấy nó ném một phát, bay ngay vào đầu anh bạn nhìn cũng ngon trai ở trước. Rồi bà cầu duyên hay cầu tài, tôi nghi lắm nha, theo bạn bà cầu gì mà ném chính xác như vậy?